Đan Phượng, tuy sắp không qua khỏi, nhưng vào thời điểm quan trọng cuối cùng của tính mạng vẫn được ở cùng người mình yêu. Người cuối cùng Thiên Tùng nghĩ đến là muội. Muội biết chàng ấy đối xử tốt với muội, cho nên muội nhất định sẽ sống thật tốt, muội nhất định sẽ sống tốt phần đời của huynh ấy luôn. Nhưng mà nói lại, muội không tin trong Thanh Y lâu không có thuốc giải của Định Hồn Tán, muội nhất định sẽ tìm thấy nó, không để Đan Phượng chờ chết. Muội đến Thanh Y lâu rồi phải không? Tỷ biết mọi chuyện muội làm đều là vì Lục Tiểu Phụng. Ai gì quên ấy chứ, muội thực sự là vì Đan Phượng. Đan Phượng chết rồi, người không biết chuyện sẽ hiểu lầm cô ấy là một ác ma giết người điên cuồng. Cô ấy bị Quốc Hưu hãm hại thê thảm lắm. Thôi rồi, muội đi nha. Ê, chàng đừng lo cho ta nữa. Ta biết ta sắp không xong rồi. Đừng nói nữa. Chân khí của ta có thể giúp cho nàng. Dù là ta làm hại chàng, hiểu lầm chàng, nhưng từ trước đến nay chàng không hề trách ta. Nàng đừng nói nữa. Chàng để cho ta nói đi. Còn không nói sẽ không kịp đâu. Bây giờ cha ta chết rồi, ta cũng không thể phục quốc nữa. Lục Tiểu Phụng có thể chết trong vòng tay của chàng, ta đã mãn nguyện rồi. Nàng đừng nói những lời khờ khạo nữa. Đan Phượng, nàng sẽ không sao đâu mà. Đừng ngủ. Đừng ngủ mà. Đan Phượng à, nàng muốn làm gì? Ta đi cùng nàng. Ta bế nàng đi. Đan Phượng à, đừng ngủ. Ta muốn đi ngắm sao. Lúc nhỏ mẹ ta thường xuyên ngắm sao cùng ta. Ta nhận ra rất nhiều ngôi sao. Sao Khiên Ngư, sao Dân Sưởng, sao Tử Di, sao Thiên Mã. Nhưng mà sau này, để sau khi nàng khỏi bệnh rồi, chúng ta tìm một nơi sơn thủy hữu tình, xây một căn nhà. Mỗi tối ta sẽ cùng nàng ngắm sao. Mỗi sáng ngước nhìn mặt trời thức dậy. Chàng quả nhiên là người hiểu ta nhất. Đan Phượng, nàng không sao đâu mà. Nếu như ta không phải là công chúa của Kim Bằng Dương Triệu thì tốt biết mấy. Nhưng mà ta không thể lựa chọn xuất thân của mình.
khi những đứa trẻ khác vui đùa chạy nhảy. Ta cố gắng tập võ vì đại nghiệp phục quốc. Khi những cô gái khác nghĩ đến chuyện thành thân, ta lại ở Đại Giang Nam Bắc đi tìm ba kẻ gia thần phản bội đó. Chờ đến khi gặp chàng, ta mới phát hiện có một chuyện còn quan trọng hơn chuyện phục quốc nhiều. Ai cũng nói Lục Tiểu Phụng ta đa tình. Ta chẳng qua chỉ là hiểu về giá trị chân tình hơn người khác thôi. Sau khi gặp được nàng, ta thật sự hiểu rõ chung thủy và tình cảm cho một người mới là điều đáng quý. Lục Tiểu Phụng, ta nghĩ có lẽ ta kiếp trước đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên ta kiếp này mới gặp được chàng. Đang đừng ngủ. Thuốc của Đạt Phượng. Chẳng phải là các ngươi cần thuốc giải sao? Được, cho một chút thuốc giải. Cô cuối cùng cũng đến. Ngươi hẹn ta, ta có thể không đến sao? Trong này có bí kíp võ công mà mẹ Quế Hoa đã sưu tầm cả đời, là thứ ngươi muốn thử rất lâu. Ngoan ngoãn đưa thuốc giải ra cho ta. Bằng mấy quyển sách rách nát này mà muốn đổi thuốc giải cho Đặng Phượng sao? Tao thấy còn kém xa lắm đó. Câm miệng. Những bảo bối này đáng giá biết mấy, không nói người cũng không biết. Cô còn muốn lấy thuốc giải không? Ngươi giết ta đi, dù sao ta cũng không sợ chết. Xem ra đến cả bảo bối này ngươi cũng không thích thú rồi. Mẹ ta đến cả cái này cũng giao cho ngươi sao? Địa tạng thần công khởi tử hồi sinh là tâm đắc luyện công mà mẹ Quế Hoa đã mất 20 năm ghi chép, ngươi nghĩ là giả sao? Nói đi, thuốc giải ở đâu? Có nói không? Trong cái rương ở đầu giường, tự tìm đi. Là lọ này phải không? Phải. Người tốt nhất là đừng nên động đậy lung tung, nếu không người sẽ bị ghì chết. Nếu như thuốc giả này là giả, ta sẽ đến tìm ngươi.
Đan Phượng. Cuối cùng cũng vượt qua kiếp nạn này rồi. Thuốc giải đến rồi. Thuốc giải. Đan Phượng, cô khỏi rồi hả? Không được, không thể dễ dàng uống phí cho tên tiểu tử Quách Thiên Thanh đó. Muội phải đi đòi lại di vật của mẹ Quế Hoa. À, tính cô nương, có thể đưa thuốc giải của cô cho ta xem được không? Cái gì? Lại không phải là thuốc giải sao? Mùi thuốc này là thuốc kéo dài, củng cố tác dụng của Đinh Hồn Tán, duy trì công hiệu của Đinh Hồn Tán trong cơ thể Đan Phượng. Tiếp tục nghe lời bọn chú sắp đặt. Đinh Hồn Tán muốn điều chế ra thuốc giải của nó không khó, chỉ là thuốc giải trừ độc tố. Nhưng thuốc mà Quách Thiên Thanh đưa cho cô, trong đó có mạng đà la, thiên nam tinh, mã tiền tử, đều là chất kịch độc, không phải là thuốc giải. Thuốc giải đã không khó điều chế, vì sao Quách Thiên Thanh lại cho ra cái này? Quách Thiên Thanh muốn lừa cô, cho Đan Phượng uống thuốc này. Hắn tự cho rằng chúng ta nhất định không thể phát hiện ra ngân châm, bởi vì ngân châm mới là quan trọng. Cái tên Quách Thiên Thanh này, ta là vì nể tình muốn cứu Đan Phượng cho nên mới không giết hắn. Bây giờ xem ra da hắn chắc chắn lại đang ngứa rồi. Ta phải đi lột da hắn. Đan Phượng. Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng, đúng là chàng rồi. Ta không phải đang nằm mơ sao? Nàng không phải nằm mơ đâu. Nàng đã trúng Đinh Hồn Tán của Quách Hưu, bị hắn khống chế. Nàng đừng đau lòng nữa, mọi chuyện qua hết rồi. Chàng không biết ta đã làm những chuyện ngu ngốc gì đó. Có những chuyện xảy ra rồi, không tài nào quay lại được. Ta không tài nào bù đắp được lỗi lầm đã phạm phải. Ta cũng không biết làm thế nào đối diện với những đau khổ và khó xử đó. A Tính ở núi Nga Mi đã nhìn thấy nàng giết chết độc cô Nhất Hạ. Ta không hề giết hắn. Diệp Thiết Sơn trước khi qua đời, hắn cũng gọi tên nàng. Ta hỏi Tuyết Nhi, Kim Bàng Quốc Dương có còn công chúa nào khác hay không? Tuyết Nhi nói là không có. Ta không biết chuyện này thế nào nữa. Ta có một tỷ tỷ sinh đôi. Tỷ ấy tên là Thượng Quan Đan Đồ. Tỷ tỷ sao? Theo tập tục Kim Bằng, cặp sinh đôi chỉ giữ lại đứa khỏe mạnh. Cha đã giấu tỷ ấy đi. Tỷ ấy không phải là công chúa. Tuyết Nhi không hề lừa chàng. Ta tin rằng hung thủ giết người chắc chắn không phải nàng. Ta đoán hai tỷ muội nàng tướng mạo giống nhau, nhưng mà tính cách phẩm chất hoàn toàn khác nhau. Cách cô ta giết người quả thật quá tàn nhẫn. Đúng vậy, phụ hoàng đã nuôi nấng tỷ ấy, bọn ta không đồng sinh mệnh. Tỷ ấy là người mệnh khổ. Hoàng thượng nói với Hoàng Bản Lâu, hơn nửa năm trước có một người phụ nữ dẫn theo con hắc xà gặp gỡ ngài ấy trong tẩm cung, và sau ngài ấy phát hiện ra từ thế chống mặt. Sau đó người phụ nữ đó không còn thấy đâu nữa. Ta nghi ngờ đó chính là tỷ tỷ của nàng, là cô ta hạ độc trùng. Hiểu được rõ chuyện này, có thể chìa khóa vàng thứ tư và trục đầu tâm đã ở trong tay cô ta. Sao có thể vậy chứ? Tỷ tỷ nếu như là thật thì là đáng sợ quá. Cha, cha, cha chưa chết sao? Cha, cha thật sự chưa chết sao? Cha vẫn còn sống. Vậy
Kẻ đã chết là ai? Ta công giả chết thì có lừa được một Thanh Phong hay không? Mọi chuyện nằm trong tính toán của ta. Con tưởng ta giống con sao? Thằng nhãi vô tích sự này. Cha, vừa nãy anh tính đến tìm con để tìm thuốc giải. Con đã tính kế lừa bọn chúng một vốn. Thì ra Đan Phượng chưa chết thật. Ta vẫn luôn cho cô ta uống thuốc. Vậy thì cô ta vẫn bị khống chế. Đám ngốc đó vẫn tưởng Đan Phượng đã uống thuốc giải thật. Con còn cài bẫy lấy được cả bảo bối này. Đây là bảo bối của mẹ đó. Nhớ công mẹ con gia tăng không ít. Còn giết ra cái này nữa. Cũng may bảy đã chết rồi. Nếu không đúng là phiền phức à. Ta giữ lại quyển này để từ từ nghiên cứu. Theo suy luận bây giờ, Đan Phượng đúng là không biết Trục Đồng Tâm ở đâu. Ở chỗ cũ của Kim Bằng Dương Triều cũng không thấy. Bây giờ chỉ có một khả năng, chính là trong tay một kẻ hậu nhân khác của Kim Bằng Dương Triều. Kim Bằng Dương còn có hậu nhân khác sao? Kim Bằng Dương đúng là một lão già xảo quyệt. Năm đó hắn có một cặp song sinh, tục lệ chỉ có thể để một đứa còn sống. Nhưng mà tình hình bây giờ cho thấy Kim Bằng Dương không hề giết chết đó, còn nuôi đấng nó khôn lớn thành một trợ thủ đắc lực. Vậy thì hiểu thông rồi. Đan Phượng đi lại ở bên ngoài quang minh chính đại phục quốc, và dùng một đứa con gái khác hành hung, làm những chuyện xấu xa mờ ám, giết người phóng hỏa, một sáng một tối, một trắng một đen, hắn quá lợi vậy hại. Bây giờ con sẽ đi theo dõi Đan Phượng, bọn chúng chắc chắn có liên hệ với nhau. Ta chắc chắn chìa khóa cuối cùng và Trục Đồng Tâm đều nằm trong tay ả đó. Kim Bằng Dương tức giận vốn là như điên mà. Cha thật lợi hại. Lão già đó thông minh hơn nữa, có thể thông minh hơn ta được sao? Thanh Đi Lâu là ta chịu trăm ngàn khổ cực gây dựng, có bị quỷ cũng là quỷ trong chính tay ta. Bọn chúng thích gây sự, ta gây tiếng cho bọn chúng. Qua công tử, đa tạ huynh. Nếu không nhờ huynh diệu thủ hồi xuân, có lẽ ta chết không biết rồi. Ta vẫn luôn là đồng bọn hết mình giúp đỡ cho Quốc Hưu. Lần trước trong hoàng cung cũng là nhờ huynh ra tay cứu giúp. Ta không biết báo đáp huynh như thế nào đây. Đan Phượng cô nương nặng lời rồi. Cứu chết, chữa thương vốn là trách nhiệm của thầy thuốc. Đan Phượng, nàng không cần khách sáo đâu. Chuyện của ta chính là chuyện huynh ấy. Vậy thì hãy đem mấy hũ rượu ngon của huynh ra đây đi. Hơ. Lục Tiểu Phụng nói với ta rồi, chuyện của cô giờ đang đồ. Nhưng hủ tục xưa nay đúng là ngốc nghếch vô cùng. Cặp con gái song sinh nhất định phải dứt đi một đứa, làm hại con gái của biết bao nhiêu người. Kim Bằng chính là bị quỷ bởi sự lạc hậu. Nên làm sao liên hệ được với đang đồ? Trước đây là điều khi tỷ ấy về phủ gặp cha ta thì mới gặp mặt. Làm vậy sao? Vậy thì khó khăn rồi, phải nghĩ cách mau chóng tìm lại tỷ tỷ của cô. Cũng may cô ấy dù gì cũng là tỷ muội song sinh của cô. Nếu cô cần thiết, cô ấy nhất định sẽ giúp đỡ cô. Ta có một cách, chỉ là không biết có ổn không. Ta muốn thả Tiểu Bạch ra ngoài. Bên cạnh Đen Độ cũng có một con hắc xà song sinh với Tiểu Bạch. Hắc Bạch có cảm ứng với nhau. Chỉ là cha nghiêm cấm bọn ta không gặp nhau. Qua thiếu gia, Sơn Trọng tỷ phục Nghi Vô Lộ, Liệu Án Qua Minh Hữu Nhất Thôn, lần này có hy vọng rồi. Đan Phượng giờ đã hồi phục, xem ra lấy trời cho tội nguyện. Vậy là tốt rồi, bây giờ đã có phương hướng. Chúng ta chia nhau đi tìm Quách Hưu và Đan Đồ. Quách Hưu có bằng chiếc chìa khóa vàng, những cái khác chắc nào chúng ta Đan Đồ. Vậy được, ta đi tìm tỷ tỷ của ta hỏi cho rõ ràng. Thì ra đối thủ chúng ta lại là Kim Bằng Dương bày mưu lập kế. Uống vài toa thuốc ngươi kê cho. Ai da cảm thấy đỡ đau đầu nhiều rồi. Hoàng thượng cũng được ngủ ngon nữa, không bị ác mộng làm cho thức giấc. Lần trước ai da đối xử với người hơi có quá đáng, đừng để bụng nha. Là tại hạ đường đột,
chưa thể thấu hiểu tâm tình của nương nương. Nương nương người bây giờ áp lực quá lớn, trong lòng cũng khó tránh lo sợ hoang mang. Qua mãn lâu, ngươi vẫn cho rằng hoàng thượng, nếu như tiểu thái tử vẫn còn sống thì ai gia sao có thể bị động như vậy chứ? Cục diện đã không thể tồi tệ hơn được nữa. Ngươi không cần lo cho tâm tình của ai gia, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đừng ngại. Nương nương, tại hạ không lâu trước đây đã từng trị cho một con bạch xà Nam Thùy bị thương, phát hiện ra trong cơ thể nó có mở mãn xà có thể giải được bách độc. Tại hạ đột nhiên nhớ đến tiểu thái tử, tuy là lúc đó không nên cung của hoàng hậu nương nương được canh phòng nghiêm ngặt, căn bản là không ai có thể đến gần tiểu thái tử. Tại hạ lớn gan suy luận kẻ thứ ba thần bí đó cũng chính là quỷ muội mà nương nương nói, rất có khả năng chính là độc vật của một loại rắn rết. Nhưng chẳng phải ngươi và Hà Thái Y đã điều tra qua, không ra được tiểu thái y bị trúng độc gì, với lại trên người nó cũng không có vết thương. Tiểu nhân vừa được biết còn có một con quắc mãn xà Nam Thùy nữa, hắc bạch tương sinh tương khắc, bạch mãn có thể giải độc, còn hắc mãn lại mang kịch độc. Hắc mãn phun ra sương có thể làm cho người ta toàn thân đờ đẫn, tim vỡ nát, ngừng đập mà chết. Huống hồ thái tử chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Nhưng Nhi, Nhưng Nhi, cho dù đây chính là nguyên nhân cái chết của thái tử, cho dù ai gia đã du quan cho Tĩnh Dương, bọn chúng đều không thể chết đi sống lại được. Ngươi lùa xuống đi. Tại hạ cáo lui. Tuyết Nhi, là tỷ tỷ của ta bảo muội dẫn ta đến đây có phải không? Dạ, đại tiểu thư nói bạch xà đến tìm cô ấy, nhưng mà cô ấy không có gặp cô ở Dương phủ nên đã bảo muội dẫn cô đến đây. Đi thôi. Công chúa, cô đứng đây đợi một lát nha. Đan Phượng, lâu rồi không gặp. Đại tiểu thư, đi về đi. Người có chuyện muốn hỏi, Diệm Thiết Sơn và Độc Cô Nhất Hạc có phải là do tỷ giết không? Đúng vậy thì sao? Không phải thì sao? Chúng ta chỉ cần lấy chìa khóa vàng là được rồi, tỷ còn phải nhiều lần như vậy giết người như vậy chứ? Đồ đàn bà, đây không phải là ý nghĩa vốn dĩ của Diệp phụ quốc. Nếu hợp gia linh thiêng sẽ không để cho tỷ làm như vậy đâu. Muội tưởng là cha không biết chuyện gì cả sao? Không giết người máu thì sao phụ quốc được? Tỷ, sao tỷ lại có thể nói cha như vậy chứ? Một tướng muốn thành công phải dẫm lên vàng cái xác. Thử hỏi thiên hạ, giang sơn của ai chợ máu đổ thành sông chứ? Muội đừng quên, ba kẻ đó hại chúng ta thê thảm vô cùng. Được rồi, chuyện của ta trong lòng ta tự quyết, muội đừng can thiệp vào nữa. Tỷ có biết không, ba chìa khóa vàng trong tay quốc hưu là Lục Tiểu Phụng bảo muội nói cho ta biết phải không? Ta sẽ không hợp tác với hắn đâu. Trục đồng tâm trong tay tỷ sao? Đúng là ở chỗ ta, chìa khóa vàng cũng là ở chỗ ta. Ta sẽ giữ gìn thật tốt, muội tự lo cho mình đi. Muội, tỷ biết muội yêu Lục Tiểu Phụng đến si mê, nhưng hắn là tên lãng tử khuyến mã mê đắm nữ sắc, lại thích lo chuyện bao đồng, không thể yêu muội hết lòng đâu. Và có thể không cho muội cuộc sống yên bình, sao muội có thể chấp mê bất ngộ như vậy chứ? Chỉ có muội không cần tỷ quản. Nói đến chỗ đau của muội, muội lại trở mặt luôn. Thực ra ta trong lòng muội cũng hiểu rõ, chỉ là không nỡ rời xa hắn. Phục quốc là một con đường gian khó, con đường phía trước sẽ như thế nào không ai biết được. Một mình muội như vậy bôn ba trong mưa gió, ta đều thấy được. Trong lòng thực sự không ngờ, cho nên hy vọng muội cố gắng đừng liên quan đến chuyện này, muội có hiểu không? Tỷ à,
Đan Phượng, cha đặt tên này cho muội là hy vọng muội tự do tự tại cất cánh tung bay. Còn tên của ta là có nghĩa hoàn toàn ý nguyện phục quốc. Đây là sứ mệnh của ta. Muội chỉ cần lo chuyện tốt của bản thân muội là được rồi. Mau thành thân với vệ Dương gia, chuyện phục quốc do ta lo là được rồi. Dù sao để thất bại hoàn toàn, vậy hai ta ít nhất vẫn có thể bảo đảm được một người. Tỷ à, lần đầu gặp mặt, hân hạnh hân hạnh. Thì ra là ngươi ngấm ngầm theo dõi mùi mùi ta. Cô và Đan Phượng quả nhiên rất giống nhau, khí chất lại tương phản. Đao Quang Thần bị trúng do cô hạ độc đúng không? Lục đại hiệp thần thông quảng đại, chuyện tới đây vừa điều tra là biết ngay, cần gì hỏi ta chứ. Ta cảnh cáo cô, tốt nhất dừng tay lại đi, đừng giết người nữa. Trục đồng tâm và chìa khóa còn lại cô đang giữ đúng không? Đây là chuyện của nhà ta, không phiền người lo. Ba chiếc chìa khóa vàng khác nằm trong tay Quát Hưu, hắn không dễ đối phó đâu. Nhâm hiểm độc ác, võ công cao cường. Đan Phượng cô ấy chút nữa mất mạng, ta khuyên cô đừng hành sự lỗ mãng, quỷ hoại đại nghiệp phục quốc. Nếu không thì sẽ có lỗi với Kim Bằng Dương. Đấu Hoàng Thượng nghỉ ngơi trước đi. Lão sư, phiền lão sư giúp ta đem những con thiết câu hồi trùng này để lưu trữ lại. Chúng ta vẫn quay trở về thời điểm bắt đầu rồi. Đúng vậy, học sinh vẫn quyết định bắt đầu điều tra từ nguyên căn ban đầu. Trước đây thiết câu hồi trùng mà học sinh dùng nội lực ép ra đều là trong cơ thể của Hoàng Thượng. Mấy ngày nay học sinh từ một bộ kỳ thư của Tây Vực đọc thấy được một cách mới. Chỉ cần trên vài quyệt đạo của Hoàng Thượng châm kim vào đó, thiết cầu hồi trùng ép được tiết từ đó ra chính là có từ trong lục phủ ngũ tạng của Hoàng Thượng. À được, tiếp theo đây ta sẽ đem những con trùng nhiễm độc này chia ra ghép vào các loại ốc nghiệp rồi quan sát tỉ mỉ, nhắc nhở cho lão sư rồi. Đi thôi. Quân đã gặp Đan Đồ rồi thật sao? Đúng vậy, tất cả người dân đều giải đáp hết rồi, nhưng mà cô ta không chịu hợp tác. Kim Bạc Dương đúng là có mưu lược, Đan Phượng ngoài sáng, Đan Đồ trong bóng tối, vì cái gọi là hồng đột diễn trí của bản thân mình đã hủy hoại cả cuộc đời Đan Đồ. Diêm Thiết Sơn, Bình Nhất Phàm bị Đan Đồ giết hại, sự tàn nhẫn của người này khó mà tưởng tượng được. Nhưng bằng sức lực của một mình của ta chưa chắc là đối thủ của Quách Hưu. Cô ta không chịu hợp tác với huynh, nhất định là còn có kẻ khác giúp đỡ. Ta còn một phát hiện nữa, chiêu thức của Đan Đồ và sát thủ lần đầu tiên tập kích huynh y hệt như nhau. Trước đây ta tưởng là kẻ truy sát huynh là người của Thanh Y Lâu, thì ra là Đan Đồ muốn ngăn cản huynh điều trị cho Hoàng Thượng. Ta chuẩn đoán ra được trùng độc, có người trong lòng sợ hãi,
Kẻ hạ độc là thần tiên tỷ tỷ đang đồ, chứ không phải là Quắc Hưu. Cô ta mới là hung thủ. Có lý. Vậy thì trùng độc của đan đồ là có từ đâu? Trùng độc tổng cộng chỉ có 3 con, ngoài Quắc Hưu và độc cô ra, con thứ 3 là ở Kim Bạc Sơn. Trùng độc của độc cô Nhất Hạc đã độc hạ sư thái. Vậy thì đan đồ hoặc là từ chỗ Quắc Hưu, hoặc là từ núi Kim Bạc có được trùng độc đó. Lúc thả trùng độc còn gặp được hoàng thượng. Cô ta hạ độc là vì chìa khóa vàng cô ta dùng trùng độc làm món hời, trao đổi lợi ích giữa kẻ đứng đầu giật dây. Phục quốc là sứ mạng của đan đồ. Hai chữ quyền lực khiến cho biết bao nhiêu người trở nên hung tàn giả thú. Nếu quên không phải vì báo đáp ân tình của Lý Thái Y, nếu không phải ta hứa giúp đan phượng, hai chúng ta sẽ không bị cuốn vào đây. Trục đồng tâm đã ở trong tay đan đồ, chúng ta phải tìm được Quắc Hưu trước cô ấy mới được. Chỉ cần Quắc Thiên Thành cắn câu, chắc chắn có thể dụ Quắc Hưu ra. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền vậy? Cô trả giá bao nhiêu? Chỗ này đã đủ chưa? Dạ đủ rồi, đủ rồi. Chưa ăn cơm phải không? Đi ăn cơm đi. Dạ, được rồi, được rồi. Không bán nữa, đi thôi. Dạ, đa tạ ông chủ. Nữ nhi trang điểm vì người mình yêu, không biết đăng phượng tiểu thư làm gì chàng trai nào vậy? Thiếu chủ đừng trêu ta nữa, như vậy ta sẽ thấy ngại khi gặp dân gia lắm. Cô và Dương gia đôi bên đều có tình, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Đúng vậy, đời trước sức khỏe của ta không được tốt, vì vậy đã ở bên ta rất lâu. Vậy Lục Tiểu Phụng đâu? Lục Tiểu Phụng, hắn và A Tinh rất thân thiết, cậu không biết sao? Kẹo cho ta. Đúng rồi, lâu chủ có dặn dò bảo cô mau chóng đem trục độc tâm về. Ngoài ra đây là bản đồ Kim Bạc Dương Trào, trong này có đánh dấu tất cả vị trí hiểm yếu. Cô nhớ lại một chút kho báu ở đâu. Kho báu sao? Như trước này cha ta chưa từng dẫn ta đến kho báu bao giờ, ta không biết đâu. Để cô đều đánh dấu tất cả những nơi cha cô đã dẫn cô đi qua đi. Nhớ kỹ, chuyện này không được để cho người thứ hai biết được. Ta biết rồi. Dù là Dương gia ta yêu nhất, ta cũng sẽ không nói cho ngài ấy biết. Quắc Hưu. Đại gia, vào đây đi. Vào đây, vào đây với thiếp đại gia. Được, được. Vào đây đi mà. Vào lẹn. Đại gia. Thật không ngờ thi thể cha ngươi còn chưa lạnh, thiếu chủ đã có giả hứng như vậy. Thật không ngờ đường đường Lục Đại Hiệp mà cũng theo dõi ta. Ta tới tìm ngươi là vì muốn nhờ ngươi chuyển vài lời đến Quắc Hưu. Lâu chủ đã qua đời rồi, ngươi đang nói gì vậy? Tóm lại phiền ngươi chuyển lời tới lâu chủ của ngươi biết. Dám mà hoàng thượng băng hà thì là tội tru di cửu tộc. Hắn chết rồi, ngươi đừng hòng trốn được. Thật ra ta muốn đích thân gặp hắn, tìm hắn hỏi cho rõ hắn rốt cuộc làm thế nào độc hại hoàng thượng. Ông ấy không hề hạ độc, ông ấy cũng đang tìm chìa khóa vàng. Quả nhiên là hắn chưa chết, vậy thì càng đáng sợ. Còn có một người tàn độc hung hãn hơn hắn đang tìm hắn, nộp lấy chìa khóa vàng, ta có thể giúp hắn ta. Nếu không thì khó nói rồi. Người đang nói tỉ tỉ của đàn phượng sao? Quắc Hưu quả nhiên rất thông minh, đến cả điểm này cũng bị hắn đoán ra. Các ngươi muốn mở cửa kho báo trước nhất, cướp hết báu vật,
rồi đem thuốc giải đi đánh thưởng. Ha, bạn nghĩ đánh quá hay chứ. Nhưng mà ta nói trước, suy tính mưu kế ngược lại hại chính mình. Kẻ tham lam không có kết cục tốt đâu. Không sai, cha ta chính là Thượng Quan Mộc, Lục Tiểu Phụng. Cha của ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tội, sắp quy hoàng thắng đạt, rạng danh lập vạn rồi. Ngươi thấy rằng ông ta sẽ ngoan ngoãn đem tất cả những thứ này dâng cho ngươi sao? Thiên đường hữu lối ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi là vào. Tham lợi trước mắt quên quả sau này, lại không biết đằng sau có hoàng tước đi theo. Ta nói hết lời rồi, nếu như không phải thay các ngươi, có lẽ không có âm mưu hạ độc, thì ta đã sớm phế hết võ công của con chuột cho ngươi rồi. Còn như giúp Phi Yến xả giận, nói cho Quắc Khu biết, nếu như hắn còn muốn tiếp tục làm con rùa đục cổ, thì mau nạp chìa khóa vàng đây. Đại Phượng, thế nào rồi? Gặp được Quắc Thiên Thanh chưa? Quắc Thiên Thanh chắc chắn là đang vẫn chịu sự khống chế của hắn ta. Này phải cẩn thận đó, đừng để lộ sơ hở. Hắn còn cho ta viên thuốc kẹo, ta xoay người nhả ra rồi. Chàng xem đi, hắn còn đưa cho ta một bản bản đồ của toàn bộ phạm vi Kim Bằng Dương Triều, còn kêu ta khoanh dùng vị trí đại khái của kho báo nữa. Mô tả rất tỉ mỉ. Quắc Khu không thừa nhận hạ độc, còn đoán ra được đan đồ. Ta vẫn không tin là do tỷ tỷ hạ độc. Từ lúc bọn ta 4 tuổi, từ lúc rời khỏi núi Kim Bằng, sau đó chưa từng quay về. Vậy thì tỷ tỷ có được trùng độc từ đâu chứ? Liệu có phải là Quốc Khu đã giàn bẫy? Có lẽ mọi chuyện đều là do Quốc Khu đằng sau giật dây. Nữ nhân hoàng thượng gặp được chính là đan đồ. Nếu chuyện này là thật, hy vọng nàng có thể chấp nhận. Tỷ tỷ và Quốc Khu không nhường lẫn nhau, cuối cùng chắc chắn sẽ có một người bị thương. Ta tuyệt đối không để Quốc Khu làm hại tỷ tỷ đâu. Nếu như tỷ tỷ đúng là người hung thủ hạ độc, vậy tỷ tỷ ấy cũng là người bị người khác sai rồi. Ta phải tìm ra kẻ đó để giảm nhẹ sai lầm của tỷ tỷ. Kế sách bây giờ, nàng phải trở về Dạ Dương phủ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, lẳng lặng quan sát, giải ra hết mọi nghi điểm trong đó. Lục huynh, huynh đến thật đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với huynh. Có chuyện gì vậy Qua thiếu gia? Lần trước ta đã lấy một ít nước bột của Tiểu Bạch cho vào thuốc, phát hiện ra có thể chế ngự được trùng độc. Ý huynh nói là có thể trị khỏi bệnh cho hoàng thượng hay sao? Ta dùng nước bột của Tiểu Bạch phối với lưu dân hương thảo, tuy không thể triệt để giải độc nhưng có thể chế ngự được độc phát. Nhưng mà chuyện này ta sợ bị lộ ra ngoài, nên đến cả Thái Hậu ta cũng vẫn chưa bẩm báo. Thế này thì ta có nhiều thời gian hơn để điều tra rồi. Ta mắc trong hoàng cung quá nhiều, tuyệt đối không được để đối thủ biết được tiến triển chúng ta. Nghe Đặc Phượng nói cô ấy sẽ về Dương phủ, ta muốn biết Lục huynh bước tiếp theo sẽ là kế hoạch gì. Ta đã đang Phượng tìm lý do trở về đó. Một mặt giáp giờ vẫn bị Quốc Khu khống chế, mặt khác có thể nghe động tĩnh của Dạ Dương và Đức Dương. Đan Phượng lo lắng đan đồ bị hại, không biết đan đồ hợp tác với ai. Chúng ta tiến hành đồng thời cả hai mặt, chắc chắn có thu hoạch. Hai vị Dương gia này, bất luận là ai lên làm hoàng thượng, đều chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cách trị khỏi bệnh cho hoàng thượng. Dù sao hoàng thượng cũng là một vị hoàng đế tốt, chăm lo triều đình lại ôn hòa. Nếu còn thêm Dục Dương bị giam lỏng, kẻ trong lòng đen tối bất luận là ai, đều làm người khác thấy ghê sợ. Đúng vậy, bỏ độc thật sự là một thủ đoạn bí ổi và nhu nhược, diệt trừ từng người thân của mình, rồi sau đó bản thân đặt cơ làm vua. Loại thủ đoạn đê tiện này cũng bình thường thôi. Thủ đoạn bi ổi này là họa hại cho chúng sinh.
Đại phượng cô nương à, khó khăn lắm á mới nghe ngóng được cô ở đây nè. Nhân gia phái tiêu nhân á đem bức thư gửi cho cô. Mong được tiếp tục cùng người xưa. Mây mưa ngập núi, mong mỏi vô cùng. Tựa cửa ngóng chờ mãi chẳng thấy. Đan Phượng, vì sao nàng lại đột nhiên rời khỏi ta vậy? Có phải ta làm sai điều gì không? Ta chỉ là ra ngoài chút chuyện riêng, giờ đây chuẩn bị về đó. Chuẩn bị về đây. Dạ. Yeah.